Real Roma gặp FC Nghệ Tĩnh. Ở trận đấu này Real Roma mặc quần áo đồng phục là màu xanh và Quý Dương. Rồi đã ra quay tiếp tục trận đấu. Chỉ bóng lên cho Đinh Tùng. Quý Dương đã lấy được bóng, Đinh Tùng. Vào không được, rất tiếc. Các đường lên bóng vẫn chưa được mạnh lạc. Rất ơi, rất vẫn chưa có bàn thắng. Đình Tùng rất kỹ thuật. Bắn lên, sút ra. Rất may cái đầu của cầu thủ bên đội bạn lắc không đúng hướng. Nguy hiểm rồi. Cái đầu của anh ta lắc không đúng hướng thì bây giờ anh ta đã lắc đúng hướng rồi. Rất tiếc đã có một bàn thắng dành cho FC Nghệ Tĩnh ở những phút cuối cùng của trận đấu. Rất đáng tiếc những phút cuối cùng các cầu thủ Real Madrid đã không duy trì được sự tập trung của mình. Một cầu thủ hào hoa. Đình Tùng, Quý Dương. Đình Tùng, Quý Dương. Cho bạn cơm ở Real Roma, căng lên. Đình Tùng, rất tiếc. Và bay lên đánh đầu của Quý Dương thế nhưng thật à, sát. Đình Tùng, Quý Dương, xuống bóng đâu? Không được. Đình Tùng, Quý Dương, sút vào đâu? Không được. Hắn Long, đã lần thứ ba rồi bóng bay đúng vào sàng ngang. Đây là 1-0 về các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Nguy hiểm rồi. Vâng, đã có bàn thắng. Thế gì? Sút ra! Rất nguy hiểm! Vâng, đã bàn thắng với gọi là rất bất ngờ.
Bàn thắng thời ở đến thời điểm rất nhạy cảm. Tôi không kịp nói lên câu nào. Dường như tôi chỉ biết nhìn bóng bay vào gôn mà không thể thốt lên lời. Nó quá bất ngờ. Dường như vận đèn đã qua đi thôi anh Hoàng. Vâng, chỉ còn 3 phút nữa thôi. Liệu chúng ta có thể gỡ lại được? Phải nói trước là điều gì? Bắn thôi! Cực kỳ đáng tiếc của con bò xoăn tung bò. Một pha xoay người thế nhưng chân của anh dường như đã bị một cái gì đó kéo lại. Rất tiếc. Cơ hội rất rõ rệt của Đình Tùng. Cổ chân của anh dẻo hơn một chút nữa thôi. Trong tình huống bóng vừa rồi là rất có thể bóng đã làm gọn trong lưới của cầu thủ Nghệ Tĩnh FC.